Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bằng Võ. Hiện tại hôm nay Bằng đang có mặt ở hồ Big Bear các bạn. Phía bên dưới của Bằng đây chính là cái hồ Big Bear đây các bạn. À, đây được xem như là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất trên thế giới. Bởi vì tổng diện tích mặt hồ ở đây á, vào cái mùa mà nước nhiều nhất á, nó lên đến 12.000 cây số vuông. Lý do tại sao Bằng nói cái hồ Big Bear là hồ nhân tạo là bởi vì vào năm 1883 đó thì có một người tên là William, ông đã cho xây dựng một cái đập ở ngay chỗ cái thung lũng của cái dãy núi San Bernardino để những cái con rạch và những cái con sông nhỏ đổ từ trên dãy núi này nó hình thành nên một cái hồ nước, và đó chính là cái hồ Big Bear ngày hôm nay. Thì cái con đập này vào lúc đó ông William ông cho xây dựng á, với mục đích đó chính là muốn giữ nước lại và cung cấp cho những cái vùng lân cận. Nhưng mà tới năm 1977 thì cái việc cung cấp nước này nó không còn được phát triển được nữa. Thì lúc đó cái Big Bear và cái hồ Big Bear này được trao trả lại cho cái cơ quan bảo vệ vườn quốc gia của Mỹ. Và họ giữ ở đây giống như là một cái nơi để cho người dân có thể đến đây để nghỉ mát vào mùa hè, hoặc có thể đến đây vui chơi vào mùa đông. Và đặc biệt thì ở đây được xem như là một trong những khu vui chơi nổi tiếng nhất vào mùa đông ở California. Khi mà người ta nhắc đến Big Bear thì người ta sẽ nhắc đến những cái môn trượt tuyết và những cái trò chơi vào mùa đông. Mùa hè thì chúng ta có thể đến Big Bear và tham quan những cái địa điểm rất là nổi tiếng. Thứ nhất có thể kể đến đó chính là cái đập trên hồ Big Bear. Thứ hai là cái nhà của người giữ đập. Thứ ba là cái kính thiên văn để quan sát năng lượng mặt trời. Thứ tư là cây cầu gỗ bắc ở trên cái hồ Big Bear. Và điểm cuối cùng mà chúng ta không thể bỏ sót đó chính là tắm trong cái dòng nước mát của Big Bear. Và đặc biệt trong cái dòng nước của hồ Big Bear các bạn, nó có một cái loại kim loại, một cái tạp chất mà khi các bạn tắm ở trong đây các bạn sẽ nhìn thấy có vẻ như ánh kim. Bởi vì đây cũng được xem như là một trong những cái nơi có thể tìm ra được vàng. Bởi vì vào năm 1859 á, thì những cái người tìm vàng đã tìm ra cái vùng đất Big Bear này. Và họ đã đặt tên cho vùng đất này là bởi vì khi mà họ đến đây á, thì đây là một cái vùng đất của người thổ dân đang sinh sống cùng với những cái con gấu rất là lớn, và họ gọi cái vùng đất này là Big Bear. Thì những cái người tìm vàng đó họ đến đây để tìm vàng, và sau đó họ đã phát triển và hình thành nên khu vực Big Bear cho đến ngày hôm nay. Và bây giờ thì Bằng mời các bạn cùng với Bằng chúng ta sẽ đi khám phá một vòng Big Bear nha các bạn. Tại Bằng đang có mặt ở đây là ngôi nhà của người giữ đập các bạn. Bởi vì phía bên dưới đây là cái đập của Big Bear. Và cái ngôi nhà này được xây bằng đá granite. Cái ngôi nhà này được xây ra để cho những cái người giữ đập. Bởi vì Bằng có chia sẻ với các bạn là vào năm 1883 tới năm 1884 á, thì ông William ông cho xây dựng một cái đập để giữ nước lại và hình thành nên cái hồ Big Bear. Thì lúc đó cái đập nước này cần có người đến bảo trì và chăm sóc mỗi ngày. Bởi thế mà cho xây một cái ngôi nhà ở đây để cho những cái người giữ đập và những người công nhân đó họ ở đây. Nhưng mà ngôi nhà này thì sau này đã bị những cái đợt động đất, nó bị phá hủy rồi, nó bị sập hoàn toàn các bạn. Và ngôi nhà này đã từng xuất hiện trong bộ phim của Frankenstein của Hollywood vào năm 1935. Cái bộ phim này lấy bối cảnh là cái nơi mà Frankenstein bị cái người bác sĩ đến phẫu thuật và biến ông trở thành một con quái vật. Thì tại quay tại cái phim trường ở chỗ này luôn các bạn. Hiện tại Bằng đang đi bộ vô trong cái kính thiên văn các bạn. Cái kính thiên văn này để quan sát mặt trời nằm ở giữa hồ Big Bear. Bởi vì cái đường vô á, họ không có cho mình vô, nên là phải đậu xe ngoài. Bằng sẽ phải đi xuyên qua cái rừng thông để quay cho các bạn coi. Ở đây mình có thể quay vô cho các bạn thấy được nè. Đây là cái kính thiên văn để quan sát mặt trời. Bây giờ mình sẽ đi vòng qua phía bên kia để mình đi ngang qua cái rừng thông. Mình đứng từ xa mình sẽ quay cho các bạn coi cái kính thiên văn này nha. Tại Bằng đang có mặt ở phía trước của cái kính thiên văn quan sát năng lượng mặt trời ở giữa lòng hồ của Big Bear. Cái kính thiên văn này được xây dựng vào năm 1969, và tổng số chi phí mà để xây dựng cái kính thiên văn này đó là 1,6 triệu đô. Và cái số tiền đó được tài trợ bởi chính phủ Hoa Kỳ cùng với NASA. Mục đích chính của cái kính thiên văn quan sát năng lượng mặt trời thì đó là muốn nghiên cứu về mặt trời, về ánh sáng, về năng lượng của mặt trời tỏ ra, về những cái điều lợi ích mà ánh sáng mặt trời mang lại cho con người cũng như là những cái tác hại các bạn. Hiện tại tới bây giờ thì nó vẫn còn hoạt động nha các bạn.
nhưng mà tiếc là mình không thể đến gần được bởi vì họ không có cho mình vô trong. Tới đây là hết có thể đi được nữa rồi. Mình đang đi ở trên cái cầu gỗ ở trên hồ Big Bear các bạn. Ở đây chụp hình rất là đẹp. Này, có những cái phần đưa ra để cho mọi người ngắm cảnh với chụp hình. Hiện tại đây chỉ có khoảng 81 độ F thôi các bạn, nhưng mà rất là nóng luôn á. Trời, nóng khủng khiếp luôn. Bởi vì hiện tại thì ở cái hồ Big Bear này đó là nó cao hơn so với mực nước biển là khoảng 2000 m. Nên là cái nắng ở đây nó chiếu trực tiếp xuống cái người của mình á, nó nóng hơn ở dưới Lido Sài Gòn của mình nhiều hơn. Có một chú vịt. Có một chú vịt. Wow, này mát dữ vậy. Mọi người đang câu cá đây các bạn. Quá trời người luôn. Đây. Họ đang câu cá đằng trước kìa. Hello, Ray. Xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Vỗ tay. Bê đi con. Duỗi chân ra, duỗi chân ra. Rồi đứng đây. Lạnh cũng như không? Thôi vô. Để cho tăng bơi xíu nữa đi. Không dịnh ba, đi đi, con đi đi. Con đi được mà. Con đi được mà, đi đi. Ok. À vô. Vô nghỉ ngơi xíu đây. Đi vô. Quấn cho nó lạnh lắm. Hi, xin chào các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ ăn cơm trưa ở Big Bear. Đây là cái hồ Big Bear. Ngồi đang ăn cơm trưa, tắm hồ xong giờ ăn cơm trưa luôn. Quá trời lãng mạn. Ủa sao mày lấy con hộp cơm hả?
à, nước mắm đổ. Trời, em đã để trong đó rồi mà. Nước mắm nữa. Sao lấy con đồ đũa? Em không muốn đũa, cái mẹ này rồi. Đây là thịt nướng các bạn. Thịt nướng mang ở nhà lên. Bởi vì đang trong mùa dịch, nhà hàng ở đây có chỗ đóng cửa, có chỗ mở cửa. Nên là tụi mình đem theo cho chắc ăn. Hay nha. Rồi ngoài này ăn quá lãng mạn. Đây mà nó cũng lắc cho nó không bị đổ nữa. Coi chừng đổ vô cái thảm nè. Đây nè, mới lót cái trong rồi nè. Lót cái trong rồi thôi. Bỏ dưới leo qua đây. Bỏ dưới leo qua đây. Để về cũng được mà. Bỏ ra đi. Nói mịt mà. Đúng rồi. Trời, cái chén bự dưới vậy hả? Ừ. Nè, cầm. Ừ, đây ba. Đây ba. Có ăn cơm không? Có ăn cơm với mẹ mà. Ăn cơm không? Ừ, có ăn cơm với mẹ. Còn đây là cơm với trứng ốp la các bạn. Đây. Quá trời đã. Nồi trứng của, cái này của ba để ba ăn cơm con. Ba. Ừ. Ba ăn cái táo đi. Ngồi ra. Ăn táo ăn cơm mẹ nha. Rồi ăn cơm luôn hả? Rồi ăn cơm chứ. Oh, yeah. Nè. Ngon quá.